Thưa quý vị, chiều nay ngày 18 tháng 9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng có buổi khảo sát kiểm tra thực tế tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ để phục vụ việc cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên toàn tuyến. Cùng đi có lãnh đạo Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. Tuyến đường Hùng Vương có chiều dài gần 1.600m, đường Lý Thái Tổ có chiều dài 350m, nằm ở trung tâm thành phố và có mật độ kinh doanh buôn bán sầm uất. Theo đó, tuyến đường Hùng Vương Lý Thái Tổ sẽ được cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm các thông tin điện chiếu sáng. Tổng mức đầu tư xây dựng gần 100 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như xây mới tuyến cống thoát nước thải, đầu tư cải tạo, xây mới bó vỉa, vỉa hè trên toàn tuyến, hạ ngầm, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng và hạ ngầm các thông tin, cải tạo hệ thống cây xanh cấp nước. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ nay đến năm 2025. Sau khi nghe Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị liên quan báo cáo các phương án triển khai, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã trao đổi, chỉ đạo cụ thể từng hạng mục, từ việc chọn vật liệu đến thiết kế, kỹ thuật, phương án tổ chức thi công. Tôi nói về cái chỗ phương án thi công. Bây giờ đây là một cái tuyến đường mà chúng ta xác định là cũng là cái tuyến đường mà chúng ta cải tạo kiểu mẫu. Thì ngoài cái cảnh quan đảm bảo ra thì cái việc mà cái thời gian thi công và để hạn chế đến mức thấp nhất những cái ảnh hưởng của người dân, nhất là đây là cái tuyến đường chính nó dễ dẫn đến các cái ùn tắc và vào những cái thời điểm và từ giờ đến cuối năm nó lại mùa mưa ấy, nên là tôi đề nghị về mặt phương án thi công là phải có những cái phương án thi công làm sao đảm bảo là hạn chế đến mức thấp nhất cái chuyện ảnh hưởng đến giao thông và cái sinh hoạt của người dân, và phải đảm bảo được cái việc là cái tiến độ theo đúng cái yêu cầu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định tiến độ thời gian để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời đề nghị Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố, các sở ngành và đơn vị liên quan đưa cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình chủ động triển khai và tham gia phối hợp thực hiện, không đưa ra các thủ tục không cần thiết. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Có một cái điểm quan trọng là tôi đề nghị là Ban sự Đảng phải chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị có liên quan. Ở đây cái việc này nó không chỉ phụ thuộc vào có chủ đầu tư và đơn vị thi công đâu, mà nó đòi hỏi là các cái ngành có liên quan như là điện lực, đấy, truyền thông là phải đồng bộ. Cái này sẽ thông tin thông và nhảy vào chứ không mấy ông có nhiều không dễ gì ông chịu ấy đâu. Làm được cái việc đồng bộ thì tất cả những cái mà chúng ta đang định hướng này là đều bị ảnh hưởng hết. Bởi vì là chúng ta làm xong cái hạ tầng thì phải đồng bộ với cái việc là đưa các cái hạ ngầm xuống. Cái này nó liên quan đến cả câu chuyện về kinh phí, rồi cái việc tổ chức lực lượng, rồi kể cả cái việc tổ chức thi công là phải đồng bộ với lại cái việc thi công cái hạ tầng. Nên là tôi đề nghị là phải có một cái cơ chế. Anh em về báo cáo lại với lãnh đạo ban là phải có một cái cơ chế để các ngành khi triển khai cái này là phải thực hiện một cách nó đồng bộ. Trên thực tế, cho hệ thống thoát nước đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ đã được xây dựng từ lâu, đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng cũng như không đảm bảo thoát nước. Do đó, hệ thống thoát nước sẽ được xây dựng mới và đi dưới lòng đường. Trong khuôn khổ dự án, cũng sẽ xây dựng tạm vịnh đổ xe tại góc đường Hùng Vương, Ngô Gia Tự. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý, hai bên vỉa hè tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ vốn khá hẹp, nên sau khi hoàn thành dự án, phải có giải pháp quản lý thật chặt việc lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo hành lang thông thoáng cho người đi bộ và đảm bảo cảnh quan trên tuyến. Đồng thời khi chọn đá lát vỉa hè, cần chú ý chất liệu đá và kỹ thuật thi công để đảm bảo mỹ quan và khả năng chịu lực tốt.